Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Cùng Bạn Đọc Sách mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ sách Vượt qua những giới hạn của tác giả Nguyễn Trần Bạt. Người Trung Quốc thu mua nông sản ở Việt Nam. Trả lời phóng viên báo Dân Việt ngày 17 tháng 6 năm 2011. Hỏi: Hàng năm thương nhân Trung Quốc thường sang mua hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam, nhưng gần đây nổi lên chuyện ngoài việc thu mua hàng nông sản như tiêu, điều, cà phê thì một tuần gần đây họ thu mua cả thịt lợn. Nó gây ra chuyện khan hiếm nguồn cung, đẩy giá. Điển hình là trong miền Nam, không phải họ chỉ thu mua thịt lợn hơi không mà mua cả con lợn con. Không biết mục đích của họ mua để làm gì. Ông bình luận gì về hiện tượng như vậy? Trả lời: Trước hết, chúng ta phải làm rõ thương nhân Trung Quốc là một thuật ngữ rất mơ hồ. Mặc dù trên thực tế, đấy là hiện tượng của thương nhân. Nhưng thương nhân là một bầy binh sĩ, nó đi theo tiếng gọi tự nhiên của kinh doanh, hay nó đi trong sự động viên để tiến công chính trị vào xã hội và nhà nước Việt Nam. Tôi đề nghị với báo Nông Thôn ngày nay là phản ánh với đại hội phải làm rõ và động cơ chính trị đằng sau hiện tượng mua tranh bán cướp này của thương nhân đi từ Trung Quốc. Ở đây chúng ta không mất thì giờ để lên án tội ác của hiện tượng này, bởi cái đó đã có nhiều bài viết nói rồi. Tôi không góp phần để nói thêm một tiếng nói giống nhau với tất cả các tờ báo ấy. Tôi muốn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần phải điều tra xem động cơ xã hội hoặc chính trị nào đằng sau hiện tượng nở rộ trong giai đoạn vừa rồi, trong điều kiện nền kinh tế của chúng ta cực kỳ khó khăn. Đấy là một hiện tượng có chất lượng chính sách hay là một hiện tượng bản năng? Nếu là một hiện tượng bản năng của thương lái Trung Quốc thì chúng ta phải hiểu rằng việc ấy thể hiện những dấu hiệu gì? Có phải là sự nhanh lên của con thú khi nhận thấy con mồi sắp gục ngã không? Hay nó được xua đuổi? Hay nó được xua đuổi đến để làm cho con mồi này gục ngã? Nếu không xác lập được động cơ thì không thể có đối sách. Mà nếu không có chính sách chính xác thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không hoàn thành nhiệm vụ chính trị khi xử lý hiện tượng này. Trả lời câu hỏi thứ nhất của chị, tôi muốn nói rằng chúng ta không giải thích, không lên án theo kiểu bản năng nữa, mà chúng ta đứng trước một hiện tượng có thật gây tác hại một cách khủng khiếp đến nền kinh tế của chúng ta, đến xã hội của chúng ta, và chúng ta buộc phải tìm hiểu động cơ, động lực đằng sau hiện tượng tiêu cực này. Đấy là trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đương nhiên, phải kết hợp với Bộ Công an là cơ quan nghiệp vụ có thể hỗ trợ, có thể giúp đỡ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc này một cách chuyên nghiệp. Hỏi: Có nghĩa những hiện tượng này là báo động về chuyện gì đó? Trả lời: Nó báo động về chuyện gì đó mà chúng ta buộc phải có ý thức nghiên cứu nó nhằm phát hiện âm mưu có ý thức hoặc một hiện tượng bản năng mang tính thông báo một trạng thái tiêu cực của nền kinh tế của chúng ta. Hỏi: Để nói lên cái lo lắng đằng sau hiện tượng này thì ông đặt ra những lo lắng gì? Trả lời: Cuộc tiến công này sâu sắc lắm. Nó có những hiện tượng mang tính ác ý, mang tính tật xấu của thương nhân, dù là thương nhân nước nào, đặc biệt là thương nhân Trung Quốc thì tôi nghiên cứu nhiều và tôi cũng biết nhiều. Nhưng tập trung thành một chiến dịch vào đúng một giai đoạn, vào nền kinh tế của chúng ta có vấn đề, quan hệ của chúng ta, pháp luật cũng có vấn đề, thì phải nghiên nó như một âm mưu có chất lượng chính trị hoặc là một hiện tượng khách quan nhưng thể hiện một dự báo tiêu cực của nền kinh tế Việt Nam. Buộc phải nghiên cứu, nếu không nghiên cứu thì không có giải pháp, và không có giải pháp thì chắc chắn nông nghiệp của chúng ta sẽ có vấn đề, nông thôn của chúng ta có vấn đề và nông dân của chúng ta có vấn đề. Nông thôn có vấn đề thì mất cân đối phát triển, nông dân có vấn đề thì mất cân đối xã hội. Đấy là một hiện tượng rất đáng để nghiên cứu động lực chính trị hoặc động lực khác đằng sau việc đó. Hỏi: Ông có lo lắng gì về việc này? Trả lời: Rất lo lắng, bởi vì xã hội của chúng ta đang có vấn đề, nền kinh tế của chúng ta đang rất có vấn đề, và khi nó có vấn đề như vậy mà nó lại bồi thêm một đòn như thế này để cho nó có vấn đề hơn nữa, để cho nó phức tạp hơn nữa, để cho nó khó khăn hơn nữa, thì chúng ta phải nghiên cứu. Đây là đòn của địch hay sự phát triển ngẫu nhiên của một hiện tượng kinh tế. Chúng ta cần phải phân loại. Nếu là hiện tượng ngẫu nhiên có tính chất kinh tế thì chúng ta ngăn chặn bằng phương pháp kinh tế. Nếu là âm mưu chính trị thì chúng ta buộc phải ngăn chặn bằng một kế sách chính trị. Hiện tượng này không phải là hiện tượng lên án, mà hiện tượng này là hiện tượng chúng ta phải đối phó. Tôi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải đối phó với hiện tượng này bằng việc đầu tiên là phân loại động cơ. Hỏi: lâu nay chuyện Trung Quốc họ mua, có những thời điểm hàng còn tồn rất nhiều ở trên biên giới, hàng nông sản như dưa hấu. Nhưng đến lúc họ không thu mua nữa, họ để cho hàng của mình bị hỏng và không bán được. Theo ông, giải pháp cho vấn đề đấy như thế nào? Trong chuyện nguồn cung tiêu dùng trong nước để đối phó với chuyện Trung Quốc, họ làm việc như thế hết năm này sang năm khác mà mình không có giải pháp. Trả lời: trên các trang mạng đã thể hiện đầy đủ bằng sự lo âu của xã hội về vấn đề này. Đến gạo cũng là gạo giả, trứng cũng trứng giả, rồi đồ chơi mang chất độc nữa. Những hiện tượng này có từ lâu rồi. Trên thế giới người ta đã lên tiếng rất nhiều, nhưng chúng ta thì chưa chú ý lắm. Chúng ta không có những phân tích để có những bằng chứng khoa học để đối phó. Khoa học ấy có thể là khoa học chính trị, có thể là khoa học kỹ thuật thông thường. Tôi luôn luôn cho rằng có thể có những ý đồ với nền kinh tế, với xã hội chúng ta. Các nhà quản lý trong lĩnh vực này là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải để ý nó đầy đủ, phân tích hiện tượng này. Định nghĩa hiện tượng này để tìm ra động lực chính trị đằng sau các hiện tượng tiêu cực như thế này. Mà phải đối phó thỏa đáng, chứ không phải đối phó chung chung. Tờ báo chính thống của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói về vấn đề này, tức là nói đến chức năng quản lý nhà nước của chính phủ đối với khu vực này. Tôi không góp một tiếng nói bức xúc với các bạn nữa, mà tôi kêu gọi sự phân tích khoa học đối với hiện tượng này. Và giải pháp đối phó phải có tính khoa học và phải có cơ sở để luôn luôn ứng phó một cách nhịp nhàng với sự phát triển của các âm mưu và phát triển của các hiện tượng. Tôi chưa kết luận đây là âm mưu hay là hiện tượng khách quan, nhưng nó là gì thì chúng ta cũng phải có một đối sách. Đối sách ấy phải liên tục, phải thường xuyên và phải có đích đến. Hỏi: bây giờ chuyện lên án hàng Trung Quốc, nếu có một làn sóng có ý thức tẩy chay hàng Trung Quốc, thì ông nghĩ hàng Việt Nam mình có khả năng để cạnh tranh không? Và muốn cạnh tranh thì phải làm thế nào? Chẳng hạn như đề cao hàng Việt hoặc công cụ ấy bắt đầu phải thế nào để dần dần đẩy lùi được hàng Trung Quốc? Trả lời: không có bất kỳ cuộc vận động nào để có thể tẩy chay hàng Trung Quốc được, bởi chúng ta đang sống trong một thời đại mà thời đại ấy được thể hiện đặc trưng bởi hiện tượng toàn cầu hóa. Và chúng ta đã tham gia vào một tổ chức thể hiện tính đặc trưng của thời đại toàn cầu hóa là WTO. Chúng ta không thể tuyên truyền, không có thể tổ chức các chiến dịch tẩy chay hàng Trung Quốc được, bởi chúng ta vi phạm vào nguyên tắc của một tổ chức mà chúng ta đã tham gia vào. Chúng ta buộc phải phát triển nền công nghiệp Việt Nam, buộc phải phát triển nền nông nghiệp Việt Nam một cách có ý thức để cạnh tranh với sự xâm nhập của nền kinh tế Trung Quốc. Muốn đổi trứng người khác thì phải có trứng của mình, muốn đổi áo người khác thì phải có áo của mình. Đấy là quy luật bất di bất dịch của nền kinh tế thị trường mà chúng ta phải thừa nhận. Chúng ta cứ nói là chúng ta gia nhập WTO, chúng ta ra biển lớn, chúng ta ra ngoài khơi, nhưng chúng ta hoàn toàn không có công cụ gì, không có sự hiểu biết đáng kể nào và không có một lực lượng nào đề kháng với hiện tượng xâm nhập. Nó xâm nhập là quyền của nó, bởi chúng ta tham gia WTO, chúng ta phải phát hiện ra chứ không phải để nhân dân phát hiện hộ. Tôi thấy hiện nay hoạt động quản lý nhà nước là nhân dân phát hiện hộ. Nhân dân còn phát hiện được ở một trang trại hẻo lánh nào đó của nước Đức, người ta sản xuất giá đỗ có khuẩn E.coli. Việc ấy là việc của cơ quan quản lý. Vậy làm thế nào để tất cả các cơ quan quản lý nhà nước hoạt động một cách chủ động để phát hiện cho nhân dân thấy những tai họa rình rập họ nằm ẩn nấp đằng sau các hiện tượng thương mại thông thường. Thế mới sinh ra chính phủ và sinh ra các bộ, và để đỡ đi gánh nặng ấy thì phát triển các tổ chức xã hội dân sự. Bây giờ tất cả các tổ chức được gọi là tổ chức xã hội dân sự cũng chỉ làm chính trị, làm phó chính trị bên cạnh chính phủ, cũng nói những điều hay ho, cũng phản biện, cũng làm tất cả mọi thứ. Phản biện chính phủ thì dễ, nhưng phản biện sự hớ hênh của chính phủ hoặc của hệ thống nhà nước trong việc quản lý xã hội như hiện nay thì mặc dù nhiều nhưng không có đề tài nào tập trung. Đó chỉ là những thành tố tản mạn, không hệ thống và không dẫn đến sự chú ý chính trị nào cả. Hương Thủy thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ mang lại những điều hữu ích cho quý vị và các bạn. Còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón các bạn trên kênh Cùng Bạn Đọc Sách trên YouTube. Để kịp thời cập nhật, mời các bạn cùng đăng ký theo dõi kênh Cùng Bạn Đọc Sách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.